Hello, xin chào cô chú, anh chị và các bạn. Hôm nay hai mẹ con Kim đã về đến quê rồi nè mọi người. Sáng nay dẫn Chi đi chợ quê ha cô chú anh chị. Em Chi rất là thích đi chợ luôn đó ông bà cô chú ơi. Đi ra mua rau chưa có xong là chỉ giật đầu dẫn nắm cái tay mẹ kéo xuống cái hàng quần áo để mua quần áo giày dép đó cô chú. 5 cái. Lấy 5 cái. Rồi được nhiêu rồi. Đâu lấy tay các bạn coi. Nửa ký rồi đó, trời ơi chị giỏi quá. Ba. Ờ nửa ký rồi. Lấy nữa hả? Như đó đủ rồi con. Rồi let's go. Cái này có bánh da lợn nè cô chú anh chị. Bánh da lợn. Cái quầy này là của gì quay ha, này bán bánh trái cây quá chừng nè, dưa hấu. Còn bên đây là mợ Kim bán rau. Trời ơi, chị mới đi chợ về nè ông bà cô chú, bả ra là bả đâu cái đôi dép nữa, mua hai bộ đồ với lựa cái đôi dép, xong rồi nói mẹ ơi đủ rồi đi về, bữa nay đủ rồi, bữa nào nó đi chợ nó cũng là mua đồ, đâu ra lấy đôi dép vô mang luôn cho bà cụ coi coi. Cái này Kim mua bánh mặn nè. Cái bánh này giống như người ta làm tôm khô hay gì hết mà nội. Với nước mắm nó ngon vậy lắm. Tôm tươi hả? Người ta xào hả? Bằng. Lâu dữ lắm rồi con không ăn. Mua về cho bà nội ăn, với lại có bánh ú nước tro hả cô chú anh chị. Lâu rồi Kim cũng ăn bánh ú nước tro này, đậu hũ nè. Bánh da lợn. Anh với lại một cái bánh bông lan. Bữa nay Kim mua tôm với thịt về làm bánh xèo. Đâu? Trời ơi là trời. Con của ai vậy trời? Thế mẹ coi coi. Rồi. Quá. Nè quá trời cho ông bà cô chú, quá trời điệu luôn. Dĩa bánh mặn nè cô chú ơi, lâu dữ lắm rồi mới được ăn. Cái này giống như người ta làm bột gạo thôi ha mọi người. Nó bột gạo người ta hấp thành sửng sửng với nó, người ta cắt ra. Xong cái này tôm khô xào với tỏi với gì đó. Ăn ngon dữ lắm mọi người. Nào cho mẹ xem bộ đồ này coi. Đó. Mới vô thay bộ đồ này nữa nè cô chú ơi. Đây sáng nay mua hai bộ nè, thấy chị điệu chưa? Rồi bây giờ Kim sẽ dẫn chị lên chỗ nhà cậu Kim cho chị nó chơi với mấy đứa nhỏ trên đây nè. Rồi Kim về Kim nấu ăn. Hai đứa cháu Kim thì nó đi bơi rồi cô chú anh chị. Kim đăng ký cho lớp học bơi đó. Phải đăng ký cho chị học bơi đó, nhưng mà tại vì bữa nay Kim không có đi được, không ai coi chi đó, cho nên là cho chị ở nhà luôn. Nhà cậu Kim ngay chỗ này thôi, gần lắm. Cái nhà này lúc mà Kim đi là người ta chưa có xây hết mọi người. Bây giờ đi xa hơn 2 năm về là có một cái nhà ở cạnh nhà mình luôn. Đây bà nội Kim xuống chơi ha cô chú anh chị. Kim mua rau, rau sống nè, về ăn bánh xèo. Bà nội nói là thèm bánh xèo. Bây giờ nội lớn tuổi rồi, làm bài làm mệt nó không làm. Cho nên là Kim làm cho nội ăn luôn. Này cắm cũng là cái tí gò này cắm cũng được, cắm không có gì cũng không cắm. Đang chiên bánh xèo hả cô chú anh chị. Này là Kim có củ sắn nè, củ sắn Kim xào thịt heo. À, bọt đây, bọt này Kim có khoai nước cốt dừa hả cô chú anh chị, ăn nó rất là béo luôn. Đây là tôm. Một cái bánh đang chiên nè mọi người. Đó. Vàng ôm luôn chiên.
Chị chào ông bà cô chú đi. Xin chào ông bà cô chú. Đây nè ông bà cô xin chú chào ơi. Bà chị. Hồi nãy bà mặc hai cái bộ đồ kia xong bây giờ bà thay một bộ đồ nữa rồi, bây giờ bà thay bộ đồ một bộ này nữa nè, là sáng giờ mấy bộ rồi? 4 5 bộ rồi, 5 bộ. Rồi rắn lại. Năm bộ hả? Nó 5 6 bộ tính luôn bộ đồ đi chợ với bộ đồ ngủ vậy đó. Nó hai đồ nó ngựa thấy ghê chưa, rồi mua cái đôi dép nè. Nè, rồi mua cái đôi dép là ngựa quá trời ngựa, mang từ hồi sáng giờ rồi mặc 4-5 bộ đồ từ hồi sáng tới bây giờ. Hủ qua hầm nè cô chú anh chị, Kim thích ăn cái hủ qua hầm này nè, cái hủ qua này ăn ngon. Đây, nước mắm chua ngọt hay mọi người. Bánh xè vàng ôm luôn. Bà nội ăn thêm cái nữa đi. Vui quá. Nội đang hết cái rồi. Cái bánh xèo này có nước cốt dừa, cô chú anh chị ăn béo lắm luôn. Dạ, ăn yếu. Đây nè, nội ăn thấy ngon không? Ngon. Ngon quá hả? Ăn thêm cái nữa đi nội. Ngon. Khói tiền thấy ngon không? Ngon, nhưng mà cay quá. Trang thấy dừa không? Ngon, quá ngon. Ngon, ngon ha. Số bọc luôn, trời ơi trời. Ở chi bá mê chơi bá đi rồi cô chú ơi, hồi nãy nó ăn cơm với một cái đùi gà rồi. Nó đi trước, nó đi chơi rồi. Đi đâu rồi? Ủa? Chẳng ai dẫn nó luôn. Nên kiếm bà Chi, bà chờ bà Chi. Mỗi lần Chi mà thay đồ là nè, nè đứng nó đứng xoay gương, xoay qua xoay lại đâu, xoay gương đâu, đẹp chưa? Đẹp chưa? Trời ơi là trời, cái bà điệu, cái bà này bà giống ai mà bà điệu dữ thằng trời vậy không biết nữa. Trời ơi là trời ạ. Thôi, đừng nhảy nhảy con. Wow. Nguyên cái sầu riêng siêu to khủng lồ. Sầu riêng sữa. Cái sầu riêng này nó nhiều muối hơn trái hôm qua luôn nè. Sao đâu sao? Nè. Sao riêng này nhiêu ký vậy? Hả? 50. Cái này chắc 3 ký rồi. Đi về quê là ăn uống suốt ngày luôn nè. Dạ, cứng quá. Đây chị làm cho. Món nào chị mới làm được. Nó cứng thiệt. Cứng lắm rồi. Chỉ là một cái sản phẩm. Dập cái muối sầu riêng rồi đó xấu. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Là sao? Chị ăn sầu riêng không? Hả? Chị ăn sầu riêng không? Ăn. Nè. Nè. Nông tặc đi. Phải không được, bà sợ vô tay thôi. Là sao? Có sao đâu? Cái sầu riêng này nhìn nhão nhão ha. Còn sữa. Ăn nó béo. Mà nó cũng ăn nó béo. Ăn nó béo. Ăn nó béo. Ăn thịt nguyến kìa. Béo. Nó mềm xèo. Nè. Sao con? Do it con muốn làm cái gì? Muốn con muốn cuốn cái đó hả? Con đâu có cuốn được. Đây nè, chú Thảo đang cuốn không phải gì? Cơm cuộn cá hồi. Con lộn, cá ngừ. Sao làm cái khác cho con cầm ha? Cái này là đầu bếp đến từ Úc. Đầu bếp chuyên quán cơm cuộn. Australia. Kìa, trên cây kia cho đẹp cái chi. Đó, wahoo. Rồi chị cầm đi. Má, cái gì cái kem nó muốn quấn á, ý là nó nói là nó muốn quấn. Con nói sao? Xuống máy chi. Rồi để chú Thảo nhìn, con nhìn chú Thảo làm đi rồi con làm theo. Đó, để. I don't want to put that on mà. Ok, nhưng con cứ đợi. Cái này mình cuốn dưa leo chính giữa được nè. Ừ. Con thấy dưa leo không? Có mua dưa leo kìa. Con thấy chú cuốn trứng ăn sẽ béo béo. Cái gì? Bỏ bỏ thêm một ít trứng thì nó vừa béo béo vừa mặn mặn ngọt ngọt. Ngon. Cha cũng ngon lắm. Rất, con nghĩ là gì? Rất ngon. Có hai chi nãy giờ chưa làm gì nữa. Từ từ con, đang đợi chú Thảo chỉ đó. Cái cuốn này gọn luôn ha, không có bị quá lớn thì dễ ăn. Có cái nếp kia dễ cũng hơn. Cho con một miếng. Rồi để dưới chú Thảo chỉ gì nè. Chị bảo nhờ spoon. Lấy cơm, múc cơm vô. Bỏ cái cơm vô đây. Rồi chú Thảo múc lên cho chị nha. No. Rồi chị đeo vịt đi.
con lần thứ hai nó tự làm. Cái này còn béo mà ngọt hơn cái cơm nó nãy có trộn gì vô không hay là mình lấy cơm nấu thôi? Từ từ phải có trộn nữa mà mình không có gì. Còn cái cá ngừ này là mình trộn gì vô? Chưa béo. Cái này mình trộn hai hộp cá ngừ xong rồi một hộp thì giữ nước. Còn hộp không có giữ nước xong rồi bỏ mayonnaise, tiêu. Cái là bột nêm. Là một hộp chế hết dầu, một hộp để dầu. Xong rồi mayonnaise bỏ khoảng nửa hộp. Nói chung tiêu. Tiêu rồi bột nêm. Bột nêm nữa. Con hai là chi lắm rồi. Rồi chi lắm. Cơm nó vào hầm bỏ vô luôn. Xong rồi tới tán ra như vậy nè. Nó sạch thì là được rồi. Thì gốc rồi. Thì béo lắm luôn nè. Rồi, bắt đầu mỏi cơ. Rồi cuốn đi. Rồi, chị cuốn đi. Chị cuốn đi. Con phải để cho nó nằm ngang đây nè, được con cuốn mới được. Không bỏ cái ngừng nữa đi, chi. Này không, cuốn lên đây cũng được. Cuốn đi nè, cuốn vô. Cuốn đi. Cuốn vô. Nó chi cũng nhiều chuyện cái là làm cho bằng được. Bằng được chú rồi. Đó, cái rút cuộc người ta làm giùm luôn. Rồi, cuốn tiếp đi. Rồi, chi làm đi. Rồi, làm đi. Đó. Bóp vô. Bóp vô. Mạnh vô. Bóp mạnh vô. Bóp mạnh đây vô. Rồi, đẩy lên luôn, đẩy lên. À, đẩy. Lăn lên. Rồi, xong rồi. Bóp vô. Rồi, bóp đi. Bóp đi. À, đúng rồi. Anh hai bắt đầu múa máy thay chân. Thích làm không? Làm một cái thôi, còn như để chú Thảo làm cho lẹ. Khác làm luôn rồi. Bút kiểm đã quẹt xong cái trái sầu riêng. Đúng một dĩa. Quá trời nhỏ nhẹt luôn rồi nè. Mà cái này ăn ngon lắm mà cô chú anh chị ơi. Nó béo mà nó bùi bùi á. Nó không ngọt quá ha. Nó vừa ăn mà nó thơm quá trời thơm. Dưa gan nữa nè. Dưa gan dầm nước đá ăn nữa nè. Quá trời ăn luôn. Ở đây là Kim có một cái thao măng cục. Là hai thao rồi đó cô chú anh chị. Mà về đây mua rẻ lắm. Mua một bao luôn mà có 200.000 à. Xin chào bà cô chú nha. Xin chào con bà con chú. Hello cô chú anh chị và các bạn. Bây xin giờ chào các bạn. Xin chào các bạn. Bây giờ Kim đang đi xuống vườn của cậu Kim ha để hái cam với lại hái dừa nước đó mọi người. Chặt dừa nước. Má lướt. Ừ, đi. Đâu đó. Đi tên ơi. Đi không má, ai sẽ lấy quên một bữa. Ở đây có cỏ cắt cho Kim chị ra. Ủa, ê, cái trò này của ai vậy ta? Nghe rồi. Yes, tên ơi. Con hai ơi, cái máy này khó điều khiển lắm luôn á. Con điều khiển. Nhà vườn cậu Kim có hai cây măng cụt thôi mọi người. Hai cây măng cụt này một mùa cũng được mấy chục ký là để ăn thôi á, chứ không có bán. Đây là quá trời quá đất luôn, chẳng còn măng cụt non. Ôi có trái đen ngoài kia kìa, kìa. Có chín rồi kìa. Kìa chín đen quá trời kìa. Leo lên. Leo chân em chỗ gãy chân em. Hay quá. Quá trời luôn. Cầm mấy chị leo cho. Ủa leo cái cây này. Có kiến không? Thôi có kiến vàng quá trời không leo được. Cái xanh này là để làm gỏi gà hả vậy em? Trồng gỏi gà mà. Cưng có ăn chưa? Kiến á, nó cắn á. Hả? Trời, thầy chạy luôn. Ủa chị thấy trên mạng người ta đăng hôm bữa gỏi măng cục quá trời, cưng có ăn vậy em? Cái bờ sông này nè mọi người, là toàn là dừa nước không nè, dừa nước quá trời luôn nè. Đây có một cái măng cục vừa phát hiện luôn. Con đây phát hiện mà. À, tin phát hiện. Ô cha cha, mềm luôn rồi nè, ăn được rồi nè tin nè. Yeah. Ăn măng cục không? No. Mũi cắn con hả? Hay kiến cắn? Con gì cắn? Yeah. Ẩm con đúng không? Chi nó đi ra giường, nó sợ mấy cây cỏ nè. Nãy Kim không có mặc cái quần dài, cái cỏ nó chĩa cái chân ngứa. Chi sướng quá.
Bây giờ tiếp tục đi hái cam cô chú ơi. Hồi nãy giờ con nhìn nó đó. Ở trên này vừa khô quá trời luôn nè. Con hay biết tại sao con phát hiện cái trái đó con hay. Dạ. Tại vì hồi nãy con nhìn ở chỗ đó. Xí vừa hả cô chú anh chị? Cho nên là cho nên nhìn để... kỹ lại mới thấy một trái chín. Xí dừa ha cô chú anh chị, cho nên là đi chỗ nào cũng có dừa hết trơn. Mà bây giờ ai mà vườn có dừa đó mọi người, giống như vườn của cậu Kim nè, một tháng bán cũng được mười mấy triệu tiền dừa, cũng được lắm mọi người. Giống như dừa mình trồng một lần á là mình ăn hoài, cứ mỗi tháng là mình có bán. Rồi. Cam nè, quá trời cam. Ốc diễn chậm chậm. Đây có bạc hà nè, có ba trồng bạc hà nhiều, cái này chắc trồng bán chứ ăn gì hết. Quá trời trồng, ăn kia một giải nữa. Bạc hà quá chừng luôn. Cái vườn cam của cậu kia bây giờ nó đã già rồi đó cô chú anh chị. Cũng nhiều năm rồi đó. Năm rồi. Ừ, ngày xưa lúc mà nó mới vừa có trái là trái, cái cây nó còn nhỏ nhỏ là trái xum xê. Đây là bưởi da xanh nè mọi người, tất cả là bưởi da xanh này cũng lâu năm gốc thôi nè. Đây có bưởi tre này măng quá chừng nè cô chú anh chị, đây nè. Mấy cái măng này không biết ăn được không, không biết nữa. Mà quá trời măng luôn. Đây nè. Măng nó búp búp lên nè. Măng mùa này ở dưới quê Kim măng nhiều dữ lắm. Ở dưới quê Kim măng nhiều dữ lắm luôn, ngoài chợ bây giờ chỗ nào cũng bán măng hết trơn. Hôm bữa Kim cũng đã mua một mục măng về Kim hầm ăn rồi. Nhưng mà nhiều măng thì nó sẽ rẻ lắm cô hai. Ừ. Đây nè, cái măng này nó lên thành cây tre luôn rồi nè cô chú anh chị, đây nè. Trời ơi. Cao thành cây tre con rồi đó, chị Tim thấy không? Ủa, vậy là cái măng là cây tre hả? Đúng rồi. Trời. Đây cũng có một mục măng nè hả cô chú anh chị. Nhiều lắm. Ê, cái mục mấy mục nhỏ nhỏ mấy kia kìa. Ở đây vừa nước nè, mọi người cá hồi lòi quá chừng nó nhảy kìa. Con biết câu cá hồi lòi. Ngày xưa lúc mà Kim còn nhỏ nó là Kim hay lên đây Kim đặt cá bóng, đặt lợp ra bắt cá bóng. Cá bóng đen đen nó gọi là cá bóng gì ta? Cá bóng dừa. Là do nó ở trong dừa nè, dừa nước nè, người ta gọi là cá bóng dừa đó. Cá thòi lòi nữa, mà hồi xưa mình đâu ăn cá thòi lòi đâu, bây giờ cá thòi lòi nó mắc quá chừng luôn. Anh hai con câu được mấy con bỏ trong hồ á. Ừ. Ông ơi cái heavy mà. Đúng rồi, chi nặng quá. Bưởi nè. Bưởi da xanh. Bưởi da xanh. Ừ. Giống như ớt hoặc da xanh vậy. Nè, trên bữa da xanh cho nên nhiều lắm nè. Cái nhỏ nhỏ không à. Cái này mới mốt nó tới mùa hái á, tới mùa. Trời ơi, quá nó mì điêu lắm. Ừ. Có hai. Cái này tới mùa thu hoạch mà nó bự hết một lần hái mê lắm luôn. Bỏ vô bịch đi nha. Bỏ bịch tới luôn đi. Đầy nước. Cái gì trong đó vậy? Đây nè, ở trên đây là những cái đợt bưởi sau của cậu Kim nè. Nó xanh quá chừng luôn. Mấy cái này thì nó cũng cậu Kim trồng sao cái đợt ở dưới, cho nên là cái cây nó vẫn còn xanh nè, trái xanh xum xê luôn. Cậu Kim đang ở ngoài này rải phân bò nè cô chú anh chị. Rải phân bò cho nó tươi tốt đất á. Đây nè, rải phân bò cho cây bưởi. Đây thấy mê chưa. Trời ơi, cái vườn bưởi ngoài đây thấy mê quá. Chơi đi lẹ lên chứ. Ừ, ừ, cái cây này nó xum xê luôn. Quá là mê luôn. Đây nè. Trái nó thòng thòng xuống đất luôn. Thấy mê chưa? Quá trời cái cây. Xanh tươi tốt. Cô ba gãi phân bò hả cô ba? Quá trời cái dàn bữa nào mà móc nó chín hái mê luôn hả cô ba? Chi mau lên chi. Cái này tháng nào mới có hái cô ba? Hết rồi hả? Tết mà chín. Tết nó là giờ tới Tết luôn hả? Sao mà cái cây nó ăn được cái
ở dưới cái khúc dưới giờ mấy cái già đó con ba có trồng nữa không? Rồi trồng dừa luôn hả? Dừa hết rồi. Rồi là không có trồng bưởi nữa ha. Không. Chứ giờ dừa hết rồi, bây giờ đây đúng thử đâu có mặn hết nổi. Mặn nổi thì chắc tầm 7 thiên thiên hay sen vô 7 nó còn nổi bỏ luôn. Giờ trồng dừa cũng được chứ trồng gì nổi nữa. Lớn tuổi rồi. Là nổi ráng bỏ luôn. Thiên sen vô 7 nó còn làm nó bỏ. Bỏ dừa nó có trái đẻ. Cô hai ơi. Chị hai trái cam non thì cô hai. Thôi sợ lỡ rồi. Đang hái dừa hả mọi người? Cái này là vực dừa nè. Trời ơi trời. Come on, come on. Come on, come on. Kìa để coi ông ba hái dừa kìa. Phân bò hả? Tối giờ nó rẻ lên. Đó, rớt xuống một quả. Dừa sim. Dừa dứa hả? Thảo uống dừa dứa chưa? Hả? Tao chỉ uống thử ra được không? Cho. Ấy trời ơi trời mạnh quá vậy trời. Chừng rớt xuống cái chân gặp giò đó. Con chơi. Chị nói đi. Ừ, gì cho con uống. Nè. Rồi nói sao? Cảm ơn. Mẹ. Cảm ơn. Cảm ơn ai? Đứng lên. Đứng lên. Ghê quá tên này. Ngon. Ngon không chị? Sự tên. Ủa nhưng mà cái đó đầu cá. Không ngon hả? No. Vậy là chị nó không uống dừa dứa quen rồi. Cái này nó có mùi lá dứa quá trời thơm luôn.